Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh trân trọng giới thiệu tới quý vị bà con dòng sản phẩm máy trộn nguyên liệu nằm ngang, một công cụ đắc lực trong việc phối trộn các loại nguyên liệu. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Chắc hẳn quý vị cũng biết công đoạn phối trộn nguyên liệu, đặc biệt là số lượng lớn, sẽ khiến quý vị mất rất nhiều thời gian và công sức. Hiểu được điều đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh đã nhanh chóng sản xuất và cho ra đời dòng sản phẩm máy trộn nguyên liệu nằm ngang với năng suất lên đến 60 cân trên một mẻ, giúp đỡ quý vị trong công đoạn phối trộn nguyên liệu. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga theo dõi về dòng sản phẩm này. Xin mời. Dòng sản phẩm máy trộn nguyên liệu nằm ngang là một trong những dòng sản phẩm ưu việt thuộc dòng máy chế biến thức ăn chăn nuôi do công ty Bình Minh sản xuất, được cải tiến có sức chứa lớn 60 cân nguyên liệu trong một mẻ. Khi quý vị sở hữu dòng sản phẩm máy trộn nguyên liệu nằm ngang, một công cụ đắc lực trong việc phối trộn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, là quý vị đã sở hữu một dòng sản phẩm một vốn sáu lời. Điều thứ nhất là ai cũng có thể sở hữu. Máy thiết kế nhỏ gọn, khung máy chắc chắn, hạn chế rung lắc trong quá trình hoạt động. Máy sử dụng nguồn điện dân dụng 220V, động cơ 3kW, thích hợp với mọi nông hộ, trang trại nhỏ lẻ. Thứ hai, đó là rút ngắn thời gian. Sẽ không còn cảnh sớm hôm đầu tắt mặt tối để chuẩn bị thức ăn cho đàn vật nuôi nữa, vì giờ đây đã có dòng sản phẩm máy trộn nguyên liệu nằm ngang với năng suất 1 giờ làm việc liên tục của máy, cho năng suất lên tới vài tạ trên 1 giờ. Thứ ba, đó chính là phụ nữ cũng làm được. Không phải chỉ có đàn ông mới có thể sử dụng. Máy trộn thức ăn chăn nuôi hoạt động theo cơ chế tự động. Điều của quý vị cần làm là chuẩn bị nguyên liệu và khởi động máy, cho thêm nước nếu muốn trộn ẩm. Tắt máy, mở cửa xả lấy thành phẩm khi kết thúc quy trình. Tiếp theo, đó chính là đều hơn, nhanh hơn. Dưới tác động của motor giảm tốc, trục xoắn chuyển động quay tròn 60 vòng trên 1 phút, đảo đều nguyên liệu, giúp quý vị không cần trộn lại. Ngoài ra, khi muốn tiếp nước, quý vị có thể đưa nước trực tiếp trên nắp đậy qua những chiếc lỗ nhỏ mà không cần mở nắp, tránh làm nguyên liệu vung bắn ra ngoài. Điều thứ 5 đó chính là đa dạng hơn. Máy có thể trộn các loại nguyên liệu, bột cám ngô, cám gạo, bột cá, bột ngũ cốc, phục vụ trong quá trình chế biến của các gia đình hay cơ sở chế biến từ nhỏ đến lớn. Một số dòng máy trộn khác của công ty mà quý vị có thể tham khảo như là máy trộn nằm ngang 150 cân, máy trộn inox. Và điều cuối cùng đó chính là chính sách bảo hành 6 tháng tại xưởng và chăm sóc khách hàng tốt nhất. Khi quý vị cần, chúng tôi sẽ có mặt. Quý vị khi sở hữu các dòng sản phẩm của công ty Bình Minh sẽ nhận được sự tư vấn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời. Dạ vâng, và như quý vị quan sát thấy, dòng sản phẩm máy trộn nguyên liệu nằm ngang đáp giúp quý vị nhanh chóng phối trộn thức ăn chăn nuôi từ các loại nguyên liệu bột cám, bột vitamin, rau củ băm nhỏ, cua, cá, ốc. Hỗn hợp được trộn cả ở dưới dạng khô và dạng ướp tùy theo công thức chế biến của quý vị mà vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng giúp vật nuôi phát triển một cách nhanh chóng. Một sản phẩm siêu tiện ích như vậy, quý vị còn chần chờ gì nữa mà không đến với công ty Bình Minh để sở hữu ngay cho mình thôi nào. Và nếu quý vị còn có thắc mắc về dòng sản phẩm này, hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở phía trên màn hình để nhận được sự tư vấn miễn phí. Và video của chúng ta cũng đã đến hồi kết thúc. Trước khi kết thúc video, Ngọc Nga xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị bà con chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.